Nhiều nước như thế này.
Ừ, leo lên ngồi đi. Cảm ơn nha. Hai, nói đi. Hai. Hai. Em có cầm đèn nó xuống dưới không? Đây nè. À, thì xong rồi các về cái ông anh. Anh đang uống sữa, anh đang ngủ hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Chờ đó lại. Chờ nào? Và trường cho kem được cũng rồi, đây nó cháy mình đi kem ơi. Đi được. Cái bắp này nó cũng đẹp nha. Giờ với cái này nó. Coi bắp này. Bắp sợ nó khô luôn á.
hướng hả? Hả? Cái gì? Mày dễ hả? Ba cho con để lại luôn nha. Con chó ở đây. Con qua cũng con chó đi. Con còn chén quá. Rồi. Rồi dắt cái ghế trong xe lên rồi. Đây.